Thầy xin chào tất cả các em. Trong chương trình từ học võ karate tại nhà ngày hôm nay, thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta bài học mới, đó là kỹ thuật đỡ hạ đặt. Thứ hai là thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta tấn shikodaichi. Thứ ba, thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta tấn nhón, gọi là tấn neko ashireji. Đây là ba nội dung mới mà thầy sẽ giới thiệu, hướng dẫn, phân tích cho các em trong bài học ngày hôm nay. Tuy nhiên, trước khi đi vào bài học mới thì thầy lưu ý cho các em hai vấn đề sau. Thứ nhất, đây là chương trình từ học võ karate tại nhà. Tuy nhiên, thầy sẽ hướng dẫn, thầy sẽ phân tích và thầy sẽ cùng hô nhịp và cùng tập với tất cả các em. Và khi chúng ta nhìn lên màn hình thì chúng ta cứ nghĩ đây là một buổi học ở trên lớp hoặc là một buổi học ở trên câu lạc bộ, và thầy đứng ở vị trí này, thầy hướng dẫn cho tất cả các em, thì các em cứ xem như các cái buổi tập bình thường của các em trên câu lạc bộ hoặc là các cái buổi tập ở trên lớp mà thầy đứng trước lớp để hướng dẫn, phân tích và cùng hô nhịp và cùng tập với các em. Như vậy nó mới tạo ra cái sự động lực, tạo cho chúng ta cái động lực, cái sự khí thế và cái sự cố gắng trong tập luyện hàng ngày. Cái lưu ý thứ hai, thầy đã nói rất là nhiều lần, có nghĩa là trước khi chúng ta tập luyện các kỹ thuật căn bản, chúng ta chơi một môn thể thao nào đó thì bắt buộc chúng ta phải khởi động. Thì sau đây thầy cho chúng ta cùng đứng lên và thầy sẽ hướng dẫn, phân tích, đồng thời thầy sẽ hô nhịp và các em sẽ thực hiện theo thầy, giống như là thầy cho chúng ta đang đứng ở trên sân và cùng tập với nhau như vậy. Đấy, chúng ta chú ý như vậy hai vấn đề. Sau đây chúng ta đi vào nội dung bài tập khởi động, các em làm theo. Bài tập khởi động cố: 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 xoay cổ 1 2 3 4 ngược lại 5 6 7 8 thôi, xoay cổ chân cổ tay 1 2 3 4 5 6 7 8 và ngược lại 2 2 3 4 5 6 7 8 động tác xoay khuỷu tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 ngược lại 2 2 3 4 5 6 7 8 thôi, xoay vai 1 2 3 4 5 6 7 8 ngược lại 2 2 3 4 5 6 7 8 xoay cánh tay 1 2 3 4 5 6 7 8 ngược lại 2 2 3 4 5 6 7 8 thôi, xoay hông 1 2 3 4 5 6 7 8 ngược lại 2 2 3 4 5 6 7 8 thôi, xoay gối hai chân rồng và xoay từ ngoài vào trong trước 1 2 3 4 5 6 7 8 ngược lại 2 2 3 4 5 6 7 8 trùng gối, hai chân trùng lại 1 2 3 4 5 6 7 8 ngược lại 2 2 3 4 5
6, 7, rồi, gập rồi, 1, gập xuống nào, 2, thẳng lên, 1, 2, 1, 2, rồi, bước rồng chân ra, lắc hông, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi. Shikoreji, tấn Shikoreji. Ép vai. 1, 2, thả lỏng vai ra nào, thả lỏng vai ra. 1, ép cái hông và ép cái vai xuống. Các em thả lỏng vai, thả lỏng hông ra thấy con nào. 2. Rồi, đưa hai tay xuống gót chân, nắm gót chân và lắc nhẹ. Rồi, qua trái, ép vô. 1. 2. Thẳng lưng lên, thẳng lưng lên. Qua trái, ép ngang. 1. Các em thực hiện theo nha. Xoay mũi bàn chân lại. Xoay ngang bàn chân lại. 2. Ép hông xuống. Ép nhường chân. 1. Duỗi thẳng mũi chân lên trên. Duỗi thẳng mũi chân lên. 2. Rồi. Ngồi xuống trên gót chân. Ngồi xuống trên gót chân. Thả lỏng tay, đưa tay ra, kéo tay. 1. Kéo tay nha, đây chúng ta nằm hướng này này. Đấy. 2. Căng tay ra kéo nào, kéo cái bàn tay nào. Đổi tay. Đổi tay trái. 1. 2. Kéo căng ra. Các em làm theo thầy. Rồi. Ép vai. 1. Ép vai qua. Các em thả lỏng cái vai này ra và ép cái vai qua. Để cho nó căng cái cơ vai. 2. Ngược lại. Rồi. Đứng lên. Chú ý. Chân trái bước về trước, thân tận chiến đấu thủ Hakamai. Ê! Sau đó chúng ta thực hiện đá dọc về phía trước, đá thẳng. Các em thực hiện theo nhịp hô của thầy. 1. 2. 3. 4. Đổi về. Tiếp tục. 1. 2. 3. 4. 5. Duy. Rồi, thả lỏng hông. Xoay hông, thả lỏng nhẹ nhàng. Ngược lại. Rồi. Xoay gối nhẹ nhàng đi. Ngược lại. Nội dung tiếp theo. Hai tay để phía trước. Mấy lần trước là chúng ta chống hông đúng không? Mấy lần trước là chúng ta hất ngang á. Hất ngang này là chúng ta chống hông. Bây giờ các em đưa hai tay về phía trước. Nắm hờ, thả lỏng tự nhiên. Nắm hờ. Nắm bàn tay hờ. Một phải hai trái. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
thả lỏng, xoay gối thả lỏng. Các em chú ý phải tập luyện theo hướng dẫn của thầy và chúng ta tập nhẹ nhàng theo từng động tác một. Trong quá trình tập thì chúng ta phải thả lỏng, xoay theo các em, xoay không nhẹ nhàng thôi, ngược lại. Hít thở sâu, tiếp tục. Tất cả thu tay không, thu tay lên nào, đấm nhẹ ra một phải hai cái, một trung đẳng, hai đấm nhẹ trung đẳng, ba bốn năm sáu bảy tám chín 10, nhân ra, đánh nhân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rồi thả lỏng tay. Rồi, thả lỏng, hít thở sâu nào. Suy chú chí lần 2, tiếp tục, thu tay lên và chúng ta đấm ra ở khu vực thường nặng. Đấm thường nặng nhé. 1, thường nặng là ngay miệng đấy các em, ngay miệng. 2, 3, 4, nhẹ nhàng nhé, đây là đang nhẹ này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rồi, hít thở sâu, đánh nhanh cho thầy, theo nhịp hô nhé. Các em chú ý là thầy đang đứng ở trên này và hướng dẫn thực hiện theo nhịp hô và chúng ta phải làm theo, thầy và trò chúng ta cùng làm nhé. Thả lỏng ra. Đánh mạnh cho thầy, 10 đầu, thường nặng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thả lỏng tay, hít thở sâu. Ta vừa khởi động vừa ôn lại kỹ thuật đấm thẳng đấy các em ạ. Đấy, hôm qua thầy đã hướng dẫn cho chúng ta kỹ thuật đấm thẳng gồm có bao nhiêu giai đoạn, 4 giai đoạn. Đấy, đấm thẳng như thế nào và đấm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng. Thì hôm nay chúng ta vừa khởi động và vừa ôn lại cái kỹ thuật đấm thẳng này. Đấy, chúng ta chú ý. Tiếp theo, chúng ta bước hai chân ra rộng. Tấn si cô thì là thầy sẽ hướng dẫn cái tấn này. Trung bình tấn, hai tay thủ phải không? Bây giờ chúng ta đấm trung đẳng nhé, nhẹ nhàng. 1, hít thở nào. 2, đấm thẳng nhé, ôn lại kỹ thuật đấm thẳng như hôm qua thầy đã hướng dẫn này. 3, 4, thả lỏng người ra. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi bây giờ chúng ta đấm nhân ra với thầy này, đấm nhân ra. Nghe thầy hô theo nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rút tay. Thả lỏng ra nào.
Các em chú ý là khi thầy hướng dẫn, khi thầy hô thì giống như là thầy đang đứng ở trên lớp. Các em cứ tưởng tượng như vậy, giống như thầy đang đứng ở trên lớp và chúng ta cùng nhau tập, thì khi đó mới có động lực được. Thả lỏng đi nào. Còn nếu mà thầy quay một cái video sau đó đưa lên hướng dẫn kỹ thuật cho các em tập thì chưa chắc các em đã tập được. Đó. Mà chúng ta cùng tập với nhau, thầy trò cùng tập với nhau, cùng hướng dẫn, cùng hô nhịp để tập với nhau thì chúng ta mới có động lực được. Nội dung tiếp theo cùng như vậy, tập bước chân ra nào. Tung bình thân. Bây giờ chúng ta đấm hạ đặt, hạ đặt ngang sát đai nhé, ngang sát đai. Chuẩn bị nghe hộ, đấm nhanh. 1 nhấn nhẹ. 2 3 4 5 6 7 8 9. Tay dùng chân thả lỏng nhá, sửa lại vỏ phục. Chúng ta dùng chân như nào? Tiếp tục, chúng ta thực hiện đấm thường đặt ở tư thế trung bình thân. Xuống, xuống nha, thấp xuống. Ở đây là trung bình thân, tí nữa thầy sẽ phân tích cái thân này. Bây giờ tạm thời chúng ta gọi là trung bình thân nhé. Thu lên, thấp thân xuống nào, thấp xuống. Chuẩn bị nghe hô, thường nặng. 1 cao tay lên. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rồi, thủ về không? Bây giờ thầy sẽ đấm hạ trung thường cho các em xem. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2. Ê! Dù ý nghiệp gạo. Chú ý. Như vậy là sau 20 phút, thầy và trò chúng ta cùng nhau thực hiện bài tập khởi động chung và một số động tác khởi động chuyên môn. Và trong chương trình từ học võ karate tại nhà ngày hôm nay, thầy sẽ tiếp tục giới thiệu cho các em kỹ thuật mới, đó là kỹ thuật đỡ hạ đặng. Bên cạnh đó thì thầy sẽ giới thiệu một vài cái tấn mà liên quan đến việc thực hiện các cái động tác này, như những cái bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3 chúng ta đã thực hiện. Mặc dù chúng ta đã thực hiện nhưng mà chúng ta chưa được phân tích, chúng ta chưa biết được cái tên tấn, thì trong chương trình nội dung học mới sáng hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta, một là kỹ thuật đỡ hạ đặng, thứ hai là giới thiệu cho các em một vài cái tấn mà liên quan đến các cái nội dung khởi động cũng như liên quan đến các động tác mà chúng ta sẽ thực hiện, các cái đòn đấm thẳng, đỡ hạ đặng, đỡ trung đặng, vân vân. Thì tí nữa thầy sẽ phân tích và giới thiệu cái tên tấn cho các em xem để chúng ta biết. Sau đây thầy đi vào nội dung 1, đó là nội dung phân tích hướng dẫn kỹ thuật đỡ hạ đặng. Kỹ thuật đỡ hạ đặng này có tên gọi thuật ngữ là ghê đăng và ra. Thầy nhắc lại, kỹ thuật đỡ hạ đặng có tên gọi là ghê đăng và ra. Thì dần dần chúng ta sẽ nghe cái thuật ngữ và chúng ta sẽ quen tai. Đấy, sau này thì khi chúng ta tập đến một kỹ năng nhất định nào đó thì thầy sẽ không dùng tiếng Việt mà thầy sẽ dùng thuật ngữ của karate. Và khi thầy gọi tên thuật ngữ thì chúng ta sẽ thực hiện được.
Đấy. Các chú ý kỹ thuật đỡ hạ đẳng gồm có hai giai đoạn chính nha các bạn. Một là thụ, hai là đỡ. Một là thụ, hai là đỡ. Nhưng mà nó thụ như thế nào thì bây giờ các em sẽ theo dõi trên màn hình, thầy sẽ phân tích từng tay một, sau đó chúng ta sẽ ghép lại với nhau để cho chúng ta dễ hiểu nhá. Bây giờ thầy quy định là tay phải trước nhá, tay phải trước. Đòn đỡ hạ đẳng ghế đăng ra này cách thủ như sau. Cách thủ này, một là thủ, hai đỡ xuống, đỡ khu vực hạ đẳng nhé các bạn. Đây là đòn đỡ hạ đẳng mà. Một thủ, hai đỡ xuống, một thủ, hai đỡ xuống. Thì đòn đỡ hạ đẳng này sẽ đỡ những cái đòn đánh của đối phương vào khu vực hạ đẳng. Đấy. Bây giờ thầy phân tích. Tay trên, các em chú ý, lúc nào chúng ta cũng nắm nhé. Tay trên, chúng ta nắm hờ và đưa nắm đấm lên ở phía mang tay. Nhắc lại, tay ở trên, chúng ta nắm lại và đưa về trên phía mang tay, ở bên mang tay này. Và lưu ý, nắm đấm là dọc. Nắm đấm dọc. Khoảng cách từ nắm đấm đến mặt thì khoảng một nắm đấm. Có nghĩa là không phải sát này mà chúng ta phải cách ra bằng một nắm đấm, khoảng một nắm đấm. Rồi từ tư thế thủ này chúng ta sẽ có đồ xoáy và sau đó chúng ta đỡ về phía dưới, thẳng tay ra. Thấy chưa? Đây, một thủ này, hai đỡ xuống, một thủ, hai đỡ xuống. Khi kết thúc thì nắm đấm úp. Nhớ chưa nào? Khi kết thúc đòn đỡ hạ đẳng này là nắm đấm úp. Đồng thời nắm đấm cách thắt đai khoảng một găng tay. Đấy, các em chú ý. Có nghĩa là không phải nó cao quá thế này, không phải nó thấp quá thế này, mà người ta ước lượng khoảng một găng tay. Đồng thời khi đỡ xuống thì tay của mình là không được ra ngoài này, mà phải thẳng ở cơ thể, thẳng vào cái mặt bên phải này. Nhớ thế nào? Đấy, thầy nói lại cái tay trên nha. Một là thụ ở phía bên, nắm đấm dọc. Hai là các bạn xoáy và đợt xuống. Khi kết thúc, nắm đấm khoảng một găng tay so với thắt đai. Không được đợt ra ngoài mà phải đợt thẳng. Nhớ thế nào? Thầy nói lại. Một thụ, hai đợt, một, hai. Đấy, các bạn thấy cái tay chưa nào? Thì là thầy sẽ làm cho các em xem ở khu vực gần. Một này, thụ lên, hai đỡ thẳng tay xuống, đơn giản thôi. Một thụ lên, hai đỡ xuống, thấy chưa? Rồi tay còn lại là thế nào? Tay còn lại chúng ta nắm hờ tự nhiên và đưa thẳng về phía trước. Tay còn lại chúng ta nắm hờ tự nhiên và đưa thẳng về phía trước, đồng thời hai tay thủ thì phải kẹp được cái chân thủy. Các em chú ý này, không phải là chúng ta hờ ra thế này, không phải hờ này, mà khi chúng ta thủ thì chúng ta phải kẹp được cái chân thủy để làm gì? Khi đối phương đánh vào chân thủy thì chúng ta đỡ được. Các em hiểu chưa? Đây, chúng ta chú ý này, tay không đỡ tức là tay còn lại đấy các em, tay mà còn lại đó là nắm đấm thẳng về phía trước, nắm đấm thẳng về phía trước. Đồng thời khi thủ tay thứ hai lên, tức là tay trên á, cái tay để mà đợt xuống á, là hai tay phải kẹp được cái chân thủy. Thầy, chúng ta xem nha, thầy làm này, các em thấy chưa? Đấy, sát vào, sau đó đợt xuống. Đấy, bây giờ chúng ta làm thử nha. Làm tay phải trước, tay trên trước. Một, thụ, hai, đợt, một, hai, thủ xuống nào, thụ. Thủ đã mới đỡ chứ, thủ lên, 1, 2, 1, 2, rồi bây giờ chúng ta kể được hai tay, 1, tay nào đỡ này, cái tay phải, thầy đang quy định tay phải là đỡ xuống này, thì các em phải nắm cái tay trái và đưa thẳng về phía trước để thủ nhá. Bây giờ đang đỡ tay phải nhá, 1, thủ lên, 2, đỡ tay phải thì tay trái thu về không?
một thủ hai đợt, một thủ hai đợt, rồi cứ như vậy chúng ta đổi tay trái nha. Bây giờ chúng ta làm tay trên trước, làm tay trên, một thủ lên, thủ lên nào, nắm đấm dọc nha, nắm đấm dọc, hai đợt xuống, một hai, một hai, rồi cũng như vậy thôi, chúng ta thủ hai tay, thủ hai tay, nắm đấm trên dưới thằng nào. Bây giờ là đến phiên đợt bằng tay trái nha các em. Đây tay trái này, bây giờ đến phiên đợt bằng tay trái thì tay phải nắm và đưa thẳng về phía trước, một thủ hai, một hai, một hai, rồi thầy lại gần một tí cho các em xem. Để các em làm theo, tay trái lên trên, tay phải dưới, một hai, một hai, một hai, một hai, rồi thầy lùi phía sau để cho chúng ta nhìn toàn thể và chúng ta sẽ thực hiện một lần. Ví dụ khi nghe hộ đỡ hạ nặng thì chúng ta thủ như thế nào? Lên, một, ngược lại, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Đấy, hiểu như thế nào? Đấy, rất là đơn giản. Đó là đòn kỹ thuật đỡ hạ nặng, có kỹ thuật tên gọi là ghê đăng brai, các em chú ý như vậy. À, các em thấy rõ không nào? Các em có thấy rõ thầy phân tích không? Bây giờ thầy làm hướng này cho các em xem này, nhìn này, một hai ba, rồi thầy xoay hướng này nha, nhìn các em nhìn, một hai ba, rồi các em thấy chưa nào? Rồi thầy đòi chúng ta cùng thực hiện thêm 10 lần nữa, sau đó thầy sẽ hướng dẫn cho các em các cái tấn tiếp theo. Chú ý nghe thầy hô là chúng ta thực hiện nghe quy định, nắm đòn đầu là dùng tay phải không, nắm đòn sau là tay trái, nhớ chưa nào? Chuẩn bị này, tay phải trước, một, và tiếp tục đưa tay phải lên trên giống như cũ, hai, ba, bốn, năm, rồi tay trái nhá, tay trái này, một hai ba bốn năm, rồi thả lỏng này, rút tay nào, các em rút tay đi, rút cho nó thoải mái ra. Chúng ta chơi thể thao là không vội gắn nhé, chúng ta tập thể thao là không vội vàng gì cả, chúng ta vừa tập vừa nghỉ ngơi và vừa sửa sai. Nếu chúng ta chơi thể thao mà sai là nó sẽ gây chấn thương, hoặc là cái đòn đánh nó không đẹp, mà chúng ta phải từ từ vừa tập vừa từ sửa sai, vừa xem thầy tập như thế nào chúng ta sửa nhé. Rồi tiếp theo thầy sẽ giới thiệu cho các em những cái tấn sau đây. Đầu tiên là tấn chuẩn bị này, tấn chuẩn bị, tấn này gọi là tấn Heiko Daichi, tấn Heiko Daichi, tấn chuẩn bị. Thì các em chú ý là hai chân luôn luôn đứng rộng bằng vai, tùy theo cái giải phẫu của cơ thể, tùy theo người cao người thấp, nhưng mà cơ bản là chúng ta đứng rộng ở bằng vai, rộng bằng vai đấy. Hai mũi chân song song, thấy chưa nào? Không biết các em nhìn có rõ không? Hai mũi chân song song vào đầu một vai, rồi lưng thẳng, lưng luôn luôn thẳng, hai vai chúng ta phải thẳng, không được đứng lên này, không được đứng lên này, vai thẳng, cổ thẳng, mắt luôn luôn nhìn thẳng về hướng tâm, đấy, mắt luôn luôn và nhìn thẳng về phía trước. Đây là tấn Heiko Daichi, gọi là tấn chuẩn bị. Thì ở tư thế tấn chuẩn bị này chúng ta theo kèm theo cái tư thế đó là Yubi. Hôm qua thầy đã hướng dẫn rồi, là chuẩn bị đấy. Ví dụ trước khi vào tập
nghe thầy hô giúp ý, thì chúng ta thực hiện như thế này. Đây gọi là tánh chuẩn bị. Đấy, ví dụ chúng ta đang đứng ở tư thế tự do thoải mái này, nghe thầy hô tất cả biết giúp ý, là chúng ta đứng liền, hiểu chưa, là chuẩn bị đấy. Rồi thầy tiếp tục giới thiệu tánh thứ hai, đó là tánh Musubi Daichi, có nghĩa là tánh nghiêm. Thầy nhắc lại, tên gọi là tánh Musubi Daichi, tức là tánh nghiêm. Thì đối với tánh này thì chúng ta chú ý là hai gót chân chạm nhau cách hình chữ V, nhớ chưa nào. Chúng ta kéo vào đúng tư thế đứng nghiêm đấy các bạn, đứng nghiêm. Musubi Daichi, chào. Đấy, Musubi Daichi gọi là tánh nghiêm. Đấy, và thầy giới thiệu tiếp tánh thứ ba, tánh này gọi là tánh Shiko Daichi. Tánh Shiko Daichi này, thứ nhất là khoảng cách giữa hai bàn chân, các chú ý khoảng cách giữa hai bàn chân là bằng hai vai, hai vai hoặc là hơn vai một tí. Thầy nói rồi là tùy theo giải phẫu, chứ không phải là chúng ta tự cứng nhắc là bằng hai vai, mà nói nôm na là bằng hai vai để chúng ta tự điều chỉnh cho nó dễ, bằng hai vai, được chưa. Đối với tấn này thì chúng ta phải vuông góc ở hai gối, có nghĩa là trọng tâm của chúng ta dồn đều về hai gối và thấp hai gối xuống. Tấn này các em chú ý là mới ban đầu tập thì chúng ta đừng rất là mỏi, nhưng mà chúng ta chịu khó. Đây, cái thứ ba là hai mũi chân của chúng ta là chất chéo hình chữ V nhé, hai mũi chân của chúng ta chất chéo hình chữ V. Đấy, rồi lưng thẳng, vai thẳng. Tấn này gọi là tấn Shiko Daichi, tấn chuẩn bị đấy, để chúng ta thực hiện một số cái nội dung mà chúng ta khởi động đấy. Shiko, đây nhắc lại, thầy lên chỗ này nhá, thấp số này. Khi đứng ở tấn Shiko này thì hai gối phải thấp này, hai gối thấp, vuông góc ở hai gối, trọng tâm dồn đều về hai gối, hai mũi chân là chắc chéo hình chữ V, lưng thẳng, hai vai thẳng, thấy chưa. Đấy, đó là tấn Shiko. Thầy làm ở phía sau. Ở tấn này thì chúng ta thực hiện rất là nhiều kỹ thuật. Đấy, ví dụ đấm thẳng chẳng hạn, đấm thẳng, hoặc là đấm kéo, hoặc là chúng ta có thể chém nắm đấm. Sau này chúng ta sẽ học các đòn này. Đấy, rất là nhiều, có nghĩa là chúng ta thực hiện cái tấn này rất là nhiều các, cho nên cả anh phải cố gắng tập. Đấy, như vậy trong bài học ngày hôm nay của chương trình tự học karate tại nhà, thầy đã hướng dẫn cho chúng ta các cái nội dung sau. Thứ nhất là đòn được hạ đẳng. Thứ hai là tấn gì, tấn Heiko Daichi, tấn chuẩn bị. Thứ ba là tấn Musubi Daichi, tấn nghiêm. Thứ tư là trung nguyên tấn gọi là Shiko Daichi. Đấy, và hôm sau đối với các cái bài học mới tiếp theo thì thầy sẽ hướng dẫn sơ lại và chúng ta sẽ thực hiện các cái kỹ thuật, thực hiện các cái đòn đấm ở trên nền tảng của những cái tấn này, thì dần dần chúng ta sẽ quen. Đấy, rồi như vậy là chúng ta đã học xong chương trình ngày hôm nay rồi đấy các bạn. Bây giờ chúng ta thả lỏng nhé, bây giờ chúng ta cùng nhau thả lỏng nào, đưa tay lên thả lỏng lên, các em cùng thực hiện giống thầy nhé. Rồi đưa xuống, vì thầy trò chúng ta cùng tập mà, thầy cùng hướng dẫn và cùng tập với tất cả các em cùng tập, sau đó thì thầy trò chúng ta cùng nhau thả lỏng luôn, thả lỏng nhá. Rồi thả lỏng lên thẳng. Chơi thể thao xong mà chúng ta không thả lỏng thì tình cơ của mình nó đau lắm, chúng ta phải thả lỏng tích cực. Sau khi thầy kết thúc buổi thả lỏng ra thì các em có thể tiếp tục ngồi tại chỗ và thả lỏng tiếp theo. Rồi, nội dung thả lỏng cuối buổi cuối cái buổi tập rất là quan trọng đấy các em.
Có thể khi thầy thả lỏng xong, thầy nghỉ thì bởi vì thầy thực hiện tiếp thì cái video nó hơi dài các em ạ. Cho nên là khi mà thầy thả lỏng xong thì các em có thể ngồi lại trong nhà của mình để chúng ta tiếp tục thả lỏng tích cực để cho cái cơ chúng ta nó lỏng ra, chứ không nếu là nó sẽ đau cơ đấy các em. Hoặc là chúng ta có thể ngồi xuống thế này nhá, ngồi này, thả lỏng ra, thả lỏng cơ ra. Rồi ta đứng lên nào. Rồi bây giờ thầy cho chúng ta đứng lên cùng chào nhau một tí, sau đó thì các em sẽ tiếp tục thả lỏng nhá. Hẹn gặp lại tất cả các em trong chương trình từ học võ karate tại nhà của những bài tiếp theo. Chú ý. Nghiêm.